Xin chào tất cả bác. Hôm nay thì em đi quay một vòng mấy cái xây loa tín hiệu với lại một số đồ liên quan đến âm thanh cho một số bác ở Việt Nam còn nhờ quay. Thì trước em cũng có quay một số cái rồi, nhưng tuy nhiên thì lúc em không cầm cái tay cầm đi để quay, để cầm cái điện thoại trên tay ấy, thì quay nó cũng hơi giật, hơi rung. Với lại em cũng không phải là dân chuyên nên là nhiều lúc quay nó cũng không được, mới là giới thiệu linh tinh thôi. Thì nên là các bác có bảo là có quay lại cho các bác một số cái. Thì hôm nay thì em đi qua đây thì có một số cái dây của tín hiệu dây AV các thứ, thì em quay tạm lại cho các bác xem có phải là cái mà các bác cần tìm không. Trên đây thì một số cái dây đồ cũ này, quán đồ cũ Audio Technical đây bác. Đấy, thì ở đây thì người ta bỏ vào cái quầy hàng hỏng, nhưng mà đây là cái hàng này hàng chưa dùng luôn, vẫn đang còn bọc trong này. Hàng là hàng cũ, họ không dùng đến nên họ bán vào cái quầy. À, dây chạc này thì họ sẽ cho vào đống hàng hỏng hết. Đây đây các bác, rất nhiều. Đây, rất là nhiều. Đấy, rất nhiều các loại dây dây dựa thứ. Đây này. Thì em sẽ quay số cái dây kết nối dây audio cho các bác xem trước. Ở đây thì có một cái đoạn dây 1 m audio cable thì gọi là dây kết nối audio. Đây có từ đầu âm ly ra đây. Đây. Từ đây thì ở đây thì cái dây này thì nó không không phải là cái hãng nào nó nổi tiếng lắm, nhưng một số các bác có yêu cầu cả Acouphase hay là các thứ thì ở đây thì nó cái này thì dây là made in Japan chứ không phải là made in China, và không thấy của cái hãng nào có nổi tiếng cả. Tuy nhiên thì ở đây có cái mã của nó AT563FG mà 1.0 là 1 m. Đấy thì hàng này là hàng cũ, được bán với giá là 550 yên. 550 yên thì chỉ khoảng tầm 110.000 Việt Nam đồng thôi. Có 99,97% là gì? Là OFC là cái gì ạ? Em cũng không rành lắm. Thì em sẽ quay tạm cho các bác xem, các bạn xem, các anh xem. Đấy thì đây nó có một một cái hộp như thế này. 1 2 3 4. 6 8 cái, 8 cái với giá 550 yên. Đây, năm dây này thì vẫn đang dùng ngon. Mang tiếng là ở trong cái chỗ hàng cũ hàng hỏng ấy, nhưng mà nó là mới chưa dùng đâu các bạn, vẫn nguyên hộp nhá, chưa dùng nhá. Nó khoảng tầm 120.000 chưa thuế. Thì thuế vào thì nó cũng hơn tầm 20.000 nữa thôi. 12 20.000 thôi. Đây là một cái dây khác này. Đây là một cái dây khác của cũng của Audio Technical Japan chứ không. Dây này khá là dài, ở đây nó không ghi số mét lên trên dây này, không có tem, đây là cái dây cũ đã dùng. Thì ở đây nó có giá mới giá là 330 yên, đã bao gồm thuế là khoảng tầm 70.000 thôi. Đây nó không ghi mét. DVD link, đây là đầu DVD. Đấy. Có hai cái hộp này thì có hai cái loại này thôi. Đây sang hộp bên cạnh. Bên cạnh thì là một số cái dây đầu của kết nối từ đầu đĩa vào tivi cái thứ. Cái này thì chắc là các bác không 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 cần thiết lắm, cho em quay giới thiệu qua chút. Đây, cái này thì giá rất rẻ thôi, 20.000 một dây như này các bạn. 20.000 một dây này là tầm 80 phân 50 phân 1 mét. Rất là nhiều loại. Đây. Còn ở bên này là dây kết nối từ âm ly đến đầu đĩa. À cho em đi đến loa. Đây các bạn, dây đồng. Cái này thì có rất nhiều các bác cũng có gửi ảnh tư vấn và giải thích giúp em. Thực ra là em không phải là dân chuyên, em mà đi làm công nhân mà thôi. Thì cuối tuần em gửi ảnh cho em ra em quay thì được các bác ủng hộ trên cái kênh YouTube của em ấy. Thì rất là nhiều bác quan tâm đến cái này thì cũng có nhờ mua cái thứ. Tuy nhiên hiện tại thì cái việc gửi về mấy cái đồ nặng nề như cái loa, cái âm ly nó mấy chục cân ấy. Thì em chưa chưa làm được, vì em phải là chưa phải là dân dân chuyên làm, cũng không phải là dân chuyên về âm thanh nên cũng chưa chưa có cái quyết định để mà làm được một cách ok nhất. Thì tạm thời em sẽ quay để giới thiệu cho các anh các bác xem một số những cái đồi dây này thì nó nhẹ nhàng và nó cái giá trị nó thấp, thì em sẽ chuyển về. Ok, nếu bác nào cần thì em sẽ chuyển về cho ngay, không vấn đề gì cả. Gửi thậm chí là gửi bằng máy bay thì trong 1 2 ngày 2 3 ngày là các bác có thể nhận được luôn, không vấn đề gì. Giá trị nó rẻ nên là một vài trăm nghìn thì cũng chả bác nào bùng tiền làm gì cả, mà em cũng không lo là cái việc bùng tiền nó có ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc kinh tế.
nên em không không sao. Đây là một đoạn dây đồng khác này, cái này thì cũng có giá là khoảng hơn 100 yên, khoảng tầm hơn 20.000 Việt Nam đồng thôi, rất là nhiều, rất là rẻ. Đây, rất là rẻ bạn, có rất nhiều loại dây ở đây. Cái quầy này, ở cái hộp này là cái dây kết nối thì speaker, kết nối đến loa speaker cắt cable và kết nối đến loa. Nó cũng ghi là dây hỏng nhưng mà là dây cũ thôi, vẫn dùng được. Ok, khoảng tầm 20.000 gì đấy. Và đến dưới là có một cái, một số cái dây cũng là cái dây và cái đầu jack kết nối. Ví dụ cái đầu jack này, đầu cút này thì em không biết là từ chuyên ngành âm thanh các bác gọi là gì, nhưng mà cái đầu cút cho cái đầu thì em cứ gọi là cái đầu cút tạm, thì nếu mà không đúng thì các bác thông cảm. Đây, cái này thì nó là bằng, không phải là bằng đồng, thì nó chỉ làm bằng thép không gỉ thôi, thì nó có giá cũng chỉ 20.000 thôi mà rất là rẻ. Đây, hôm nay là có một số cái dây khác các bác này. Đây, một dây kết nối, cái dây này nó là 10 mét à, nó rất là dài. Đấy, nó cũng không biết là bao nhiêu mét, em cũng không sành, để em sẽ tự thử tìm xem thế nào. Nó không ghi, mà cũng không thấy ghi tên của hãng gì lên trên này. Nó rất là dài và còn rất là đẹp, rất là mới, hàng cũ tuy nhiên rất là mới nha các bạn. Con này thì có giá hơn 100.000 Việt Nam đồng thôi, vì ở đây nó nằm trong khu hàng quầy hàng hỏng nên là nó rất là rẻ. Và nếu mình mua tất cả đống này thì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền, khoảng tầm vài triệu, nó rất là rẻ. Đấy, nếu các bác nó buôn thì cái này thì em nghĩ cũng làm được, vì nó vẫn đang còn dùng tốt chứ không phải là không dùng. Ở đây, đây có ghi tên Casio Casio Cable, con này 75 ohm và dùng điện từ 2V à, 2V thôi à. Đây thì nó, con này cũng có giá là khoảng 20.000. Đấy, con đầu nối con này khá là cũ, đã sử dụng khá là cũ và cái bên trong nó có những cái vết xanh rêu rồi, vì nó có thể là con này khá là lâu. Đấy, đây các cái dây ngắn hơn, cái này thì khoảng tầm 40 phân, nó khoảng tầm cũng 20.000 thôi, rất là rẻ. Đây, có nhiều loại lắm. Đấy là các cái loại về cái dây kết nối này. Đấy, em sẽ sang đầu kia có mấy cái dây mới. Đây là cái dây cũ nha bác, đầu kia là mấy cái dây mới nguyên hơn thì họ cho vào một cái quầy riêng. Đây các bác, đây thì có một số cái dây mới hơn này. Đây thì có mấy cái cáp của Roland Luxury RCC5-352 RV2. Con này có 1,5 m và được tích V là đã test ok, sử dụng ok. Hàng này thì là hàng mới, tuy nhiên thì người Nhật người ta mua về nhưng có thể là người không dùng nhưng người ta đi bán. Đây là cái hàng sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà là của một công ty Nhật, có Roland của Nhật. Tuy nhiên thì địa chỉ của nó thì nó ở Shizuoka, tỉnh Shizuoka của Nhật, tuy nhiên sản xuất thì nhà máy tại Trung Quốc. Con này có giá 2.310 thì tương đương khoảng tầm 500.000 Việt Nam đồng một đoạn như thế này, 1,5 m nha các bạn. Thì không biết ở Việt Nam mình bán bao nhiêu, nhưng mà cái dây này ở Việt Nam mình thì có ưa chuộng không thì em cũng không rõ, em sẽ quay tạm cho các anh các bác xem. Đấy, thì ở dưới này là có một cái dây khác của OJD, con này thì có mã là HPC35R/25, có chiều dài 2.5 m. Con này thì khá là đắt, con này thì chắc là có giá trị hơn, không biết ở mình có chuộng không. Thì ở đây nó có ghi là open thì không có ngày tháng sản xuất, thì bảo hành thì trong 10 ngày trở lại thôi, thì có hoàn tiền trong vòng 10 ngày nếu bị có vấn đề. Thì con này là có giá là 1.1 triệu. Đấy, con này 2.5 m có giá 1.1 triệu nữa bác, còn rất là đẹp, hàng cũ đấy. Chukohin là sao có ghi hàng cũ này. Đấy, đây là một cái dây khác. Thì dưới này có mấy thêm có đoạn dây như thế này nữa, dây đồng này. Đây, một đoạn dây đồng 0.8 m, thì con này chỉ có giá hơn 100.000, hơn 100 yên, 500 yên, khoảng hơn 100.000 thôi, 120.000 thôi, chưa đầy 1 m, 0.8 m nha bác. Bên này là một cái dây khác 1.3 m, có con này cũng có giá 550. Con này là của ART Link. Đấy, bên này là một cái dây gì đây em không rõ lắm. Bên dưới này có hai, một cái dây 3 m, cũng một dây kết nối audio với tivi gì đây, âm thanh này, dây âm thanh thôi. Cái này giá hơn 100.000 thôi, 3 m hơn 100.000 thôi, thì đầu kia hàng cũ nó cũng 20.000 à.
Và đây có một cái dây khác cũng là dây kết nối như thế. Nó chia ra 3 nhánh nha. Con này thì cũng giá hơn 100.000 thôi, rất là rẻ. Và đây, ở đây HDMI thì không biết nó có cần cái này không. Đây là HDMI. Thì em không quay HDMI vì các bác có yêu cầu quay một số cái dây kết nối AV thôi. Trên này là các cái đầu dắt. Đây. Các cái đầu dắt thì nó chỉ có khoảng tầm như cái đầu này. Đầu này thì không biết là cái cắm vào đâu, em thì không sành nhé, thì có thông cảm nhé. Đó là có giá 200.000, 220.000. Và cái đầu dắt như thế này chỉ có giá 40.000, 50.000 thôi. Đây là có rất là nhiều các loại đầu dắt khác nhau. Con này có giá khoảng 100.000 một đôi như thế này, rất là rẻ. Và đây cái con này cũng có 100.000 một cái này bằng đồng hết, nó đắt hơn. Cái này có cả bằng sắt và nhựa. Đây. Đây là một cái cũng tương tự kiểu như thế. Technic em không sành về các cái đầu âm thanh lắm. Đây, cái đây là một số loại dây dắt cho các bác tham khảo. Nếu mà cái đồ hàng cũ bên kia mà các bác nào có cần dây chạc ấy, thì cái đấy thì em sẽ dễ dàng em chuyển được về cho các bác ngay, không vấn đề gì. Và đây là một số cái dây này, dây cắm loa dài các thứ gì đây này, có giá 3.500.000 này. Đấy. Và các cái phụ kiện của nó, phụ kiện nó tính riêng tầm 1.800.000 đến 1.000.000 một cái, một bộ như này. Cái bộ cái bốn cái này thì là bộ của Krina MO4 giá 3.500.000, giá mới là 4.000.000, không có ngày tháng sản xuất luôn. Này, đây một số cái dây cắm dây loa các thứ này. Con này có con bên đen này thì giá là 2.000.000, và dưới con Kimball này thì có giá là 4.000.000. Bên Mitsubishi này là 3.000.000, và có con Krypton kia thì cũng là 1.200.000. Đấy, trong kia là mấy có hộp luôn đấy, Audio Technical ấy, dây loa, dây cắm dây loa các bác. Đây chắc là phụ kiện lau chùi các thứ này. Đây, dưới này là một số cái sắc cắm vào một số riêng mấy khoản này thì em không rõ này. Cái này thì em sẽ quay cho các bác, các bác nào có xem đến đây rồi thì các bác đây là hàng hỏng nhé. Đây nó có cả hàng hỏng, cả hàng dùng được nhé. Hàng hỏng nó có 200.000 đến 1.000.000, và hàng dùng được thì từ 2.000.000, từ 1.000.000 cho đến khoảng tầm 1.000.000 mấy. Rồi có mấy cái mấy trăm. Đây, cái này là một số khác khác này. Bên mấy đồ này em không xài nên em không biết nói là nó là cái gì. Đây, dưới này là một cái dây. Dây dưới này thì chắc là các bác cũng có cần. Ví dụ dây này thì nó có giá là 6.800.000 cơ, 14.000.000, 15.000.000 cơ, 16.000.000 cơ. Đấy. Hai cái dây bên đỏ bên này thì chỉ là 3.500.000 thôi. Này, thôi thì em xin kết thúc cái video về cái dây chạc hôm nay á. Em sẽ đi qua một số cái loa cho một số bác khác xem. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nha. Hẹn trong các video lần sau, em sẽ chuyển sang cái kênh kỹ sư Nhật Bản, sẽ em up lên những cái video về đồ điện tử và thứ này. Còn cái kênh này thì em sẽ tập trung hơn về các cái chia sẻ thủ tục mà giúp đỡ các bạn thực tập sinh hoạt động bên này. Vậy cảm ơn tất cả các bác.